Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Myodrops được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm CPC 1 Hà Nội. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Myodros cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Myodros Atropine sunfat 0,01% Dạng bào chế Dung dịch nhỏ mắt Công dụng và chỉ định của thuốc Myodros Giúp làm chậm tiến trình tăng độ cận của bệnh nhân cận thị trên 6 tuổi Hỗ trợ điều trị cận thị tiến triển Đối tượng sử dụng Myodros. Bệnh nhân cận thị trên 6 tuổi. Cách dùng và liều dùng của thuốc Myodros. Cách dùng: Thuốc dùng bằng cách nhỏ mắt. Liều dùng: Nhỏ một giọt vào mỗi mắt, ngày nhỏ một lần trước khi ngủ. Chống chỉ định của thuốc Myodros. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng thuốc Myodros. Nên sử dụng ngay trước khi ngủ để xa tầm tay trẻ em. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm MyOdrops, đồng thời biết cách sử dụng MyOdrops sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham